Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, em Toàn xin gửi lời chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay em Toàn đang có một cặp tượng là một hai cặp vị hai 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 vị thần tài của Nhật, hai vị thần của Nhật ngồi trên chiếc búa chiêu tài và một em cá chép. Em Toàn thấy nó hay hay. Em Toàn đã lấy máy em quay lại để xem mà có bác nào mà muốn sưu tầm nữa hàng này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Em Toàn sẽ xuống cửa hàng lấy về và gửi về cho các bác. Đây, em cho các bác xem này. Đây là cái búa chiêu tài. Cái chỗ này là vẽ vàng nha mọi người nhá. Vẽ vàng rất là nhiều luôn. Em này thì em nghĩ là khá là sâu tuổi rồi. Em này không có thể là nông tuổi được. Ở đây là mặt sau. Đây, em quay lại cái mặt trước cho các bác xem này. Đấy, còn cá chép đẹp chưa? Cá côi. Đây là cá côi. Đây. Rất là đẹp luôn. Em hiếm gặp đấy. Nhìn nó đẹp các bác ạ. Các bác thấy ok chưa? Người ta nặn cái mặt, vẻ mặt của nó rất là có hồn luôn. Rất phúc hậu. Xứng đáng để trưng bày. Đây mọi người. Chuyện đây, em cho các bác xem này. Đấy, chuyện Kutani nhá. Cái này khá là lâu đời rồi đấy. Đấy. Các bác thấy tuyệt vời chưa? Bây giờ em không để các bác đợi lâu, em sẽ đo kích thước cho các bác xem. Đấy. Em đo chiều cao của nó nhá mọi người nhá. Em chống thước em đo chiều cao nó để cho mọi người xem. Không, dựng thẳng thước đây. Đây này. Chiều cao của nó vào khoảng tầm 24 mọi người, 24 hoặc 25 gì đấy. Phần chiều ngang của nó đây mọi người. Chiều ngang xuống từ cái búa đây, chiều chéo cái búa đi. Chiều chéo cái búa cũng 24, 24, 25 nhá mọi người nhá. Đấy. Đây chiều ngang này. Đấy, từ con cá, từ con cá vào này. Đấy, rất là ok luôn. Quý anh chị nào mà muốn ưng sản phẩm này thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ gửi về cho các bác. Ôi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.